Đấy các con, thầy đi 6 năm ở Việt Nam, các con không công nhận. Thầy nói mãi, thầy là con, thầy đang tu tập, thầy không phải là sư, là thầy. Thì các con cũng bảo là phải là sư, phải là thầy. Trong đấy là khối của các con, là các con đang đàm phá, đang miệt thị, đang chửi, cử chửi thầy. Còn khối của các mẹ là công nhận thầy là bậc thầy, thầy là vị sư, bởi vì học được nhiều cái buông bỏ. Còn bây giờ không tin thì thầy tao, thầy của chúng tao đi sang tận, đi bộ sang tận Ấn Độ. Đấy, chúng mày xem xét cho nó kỹ, công hay nhận thì rõ ràng đấy, biết chưa? Rồi thì rét rồi, nơi rồi đấy, xem đợt này nha, sư tao đi bộ như thế nào mà thế giới được không nhận, mà chúng mày vẫn còn nhọn mỏ lên chửi nữa nhá, tao sẽ gắp, tôi gắp gắp từng đứa một, tôi thả sang Myanmar nhá, nghe rõ chưa? Đấy, nhọn cái mỏ lên nào. Ở nhà chúng mày cũng chửi, đi bộ chúng mày cũng chửi, ăn được miếng cơm xin của bà con bá tánh không xin mày, mày cũng chửi. Đi tu theo cái hạnh Đầu Đà tự do không trong giáo hội Phật giáo, mày cũng chửi. Không còn cái gì là chúng mày không chửi nữa. Ông ngồi tu ở gốc cây cũng chửi, ngồi nghĩa địa cũng chửi, chúng mày tranh giành hết, chúng mày chỗ nào cũng ngồi như bây giờ đấy. Còn chỗ nào để ông ấy đi nữa thì bây giờ các nước bạn khều ông ấy sang. Ông ấy đi du lịch, ông ấy đi tu tập, ông ấy đi đi tìm cha. Đấy, thế nên là Phật ở trước mắt, người ngựa trước mắt mà không giữ còn đuổi đi. Thế bây giờ còn nhọn mỏ đến lại nói là trốn. Mã bố chúng mày trốn kiểu gì? Trốn cái kiểu gì? Mà giấy tờ người ta có đàng hoàng, người ta được 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 nhà nước, được hải quan, được các thứ làm giấy làm hộ chiếu, chúng mày bảo là trốn. Chúng mày có phải là con người không? Thế nào chúng mày cũng nói được. Trong khi đấy bao nhiêu những người kính trọng quý thì mày, chúng mày chửi là lũ u mê hả? Nhất là con gì, con Thúy gì trên trên Bắc Giang kia, lũ u mê. Thế bây giờ bao nhiêu các bác, bao nhiêu các doanh nghiệp lớn, bao nhiêu những cái người người ta buôn bán doanh nghiệp lớn, người ta u mê mạnh, bảo là chúng mày mà chúng mà trong khi đấy trước mày chửi quay lại, mày đọc chú Đại Bi, mày đọc chú Đại Bi để làm gì? Mày đọc chú Đại Bi mày sám hối, mày đến đó mày có mục đích thì mày còn lâu mới sám, chứ đừng có nói hối. Không biết luận điệu chúng mày là những con người gì nữa, đến cái giờ phút này rồi cũng nói được nữa. Đấy, cụ đi rồi, cụ sang đấy đấy, cụ sang đấy, cụ thăm cha thăm mẹ, cụ tu tập. Đi đúng thì nhà nước cho đi mà, chứ có cấm xuất nhập cảnh, cấm cấm ra khỏi đất nước đâu. Đấy, đấy, con người người ta thẳng thắn như thế, con người người ta rõ ràng như thế, không lươn lẹo. Đấy, đi được thoải mái thì nhà nước làm giấy tờ đi đi, là không, chúng mày không phải lo nhá. Lo là chúng bọn bên bọn chúng tao, các bác lo hết rồi nhá, cứ chửi đi rồi chúng mày sẽ được gặp, được nhúc. Tao bảo chúng mày không sám hối là không kịp đâu. Đấy, ta báo trước nhá. Nghe rõ chưa? Nào, toàn những con ở trên mạng gào thét để bảo vệ sư thì phải chịu vào danh sách. Còn những cái con đu càng bám lên trên đấy để lấy được tấm hình, để vái được sư, mà đến nơi rồi về nhá, không một lời bênh, không một lời gì. Về còn chế ảnh ra nhận được cơm thưa thầy, bỏ hết những cái người xung quanh đi, chỉ còn hai người với nhau. Đến mức độ chúng mày còn còn có tự tự tìm duyên để vẽ. Chúng mày phải hiểu là thế nào, còn bọn tao ngồi nhà thôi thì bọn tao dính chửi. Nào bây giờ chửi được chưa? Chửi tiếp được nữa chưa? Hả? Quy chụp cho người ta các kiểu, đổ cho người ta các lỗi. Nào thì chê răng xấu, nào thì chê răng hô, ăn uống chê. Còn tìm còn còn xem là rửa đít thì có lau đít không.
ỉa chỗ nào, đái chỗ nào. Ô tao chẳng hiểu được chúng mày là người Việt Nam nhưng mà tôi thấy chua xót quá thôi. Xót xa quá đấy con ơi, bây giờ đấy. Tiếp tục đi tiếp đấy. Đấy con người nó kiên cường, nó vi mô tẩm vĩ mô nó như thế chứ. Đây có cái gì đâu, có mỗi thế mỗi nồi cơm điện đây, thầy đi khắp thế giới đấy. Thật mà. Đấy. Người ta có bị cấm mất quyền công dân đâu mà cấm người ta. Đúng không? Nào, còn những cái người tu thật kia đi, chùa kia đi, bây giờ lòi hết ra chưa? Mà chúng mày không tỉnh ngộ nhá. Chúng thanh niên nhá. Tỉnh lên đi. Không tội nặng lắm các con ạ. Đừng vu oan giáo họa cho ai nữa. Mồm mình nói vu oan cho người ta xong đòi kiện người ta, bây giờ thì người ta kiện lại được. Toàn vu oan giáo họa mà, có phải thật đâu. Trời ơi. Khổ ghê. Mà trong đợt này giờ rất nhiều người thiệt hại vì bị ghi vào danh sách á. Người ta mất ăn mất ngủ, tinh thần người ta thành thần kinh, thì lúc đấy còn nội thương nữa, còn khổ nữa nhá. Chưa kiện được người mặt đỏ như vang, mẹ kiện được người mặt vàng như gấc. Bây giờ nhá, sám hối vẫn kịp mà không kịp được đâu. Thầy đi Ấn Độ rồi kịp làm sao được nữa, thầy đi rồi làm sao mà kịp được nữa đâu. Thầy có nhận cái gì đâu mà đòi sám hối. Sám hối với chính cái lương tâm đi nhá, sám hối với chính những cái mồm con người đấy nhá, vác mỏ lên chửi người ta nhá.